Tâm đang theo dõi các cái video để hướng dẫn trả lời các câu hỏi thuộc cái phần lựa chọn ban khoa học tự nhiên trong cái đề thi đánh giá năng lực vào đại học quốc gia Hà Nội. Đây là các cái câu hỏi phần vật lý. Những câu hỏi này được lấy từ mẫu đề thi chính do đại học quốc gia Hà Nội ban hành. Câu số 7 này, người ta cần phổ của tiên x có mức sóng nhỏ nhất là 3.1 nhân với 10 trừ 1 mét. Hỏi phải đặt vào một collision một cái hiệu điện thế UAK bằng bao nhiêu? Thế lưu ý trong cái nguyên bản của cái câu hỏi số 7 này này thì ta có vài dòng nói về ứng dụng của TX, nhưng thầy lưu ý ứng dụng TX thì có nhiều lắm, và một trong đó là ứng dụng để nghiên cứu về cấu trúc của tinh thể. Thế nhưng mà cái nội dung đó không hề liên quan gì đến câu hỏi này cả. Đấy, thầy nhắc điều này để cho anh em chuẩn bị thi vào đại học quốc gia Hà Nội chuẩn bị cái tinh thần là ta phải biết cách đọc đầu bài, tức là phải lựa chọn trong cái đầu bài đó phần nào quan trọng.